Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề, đó là quay tay hay là quan hệ tình dục á, thì có khiến cho cơ bắp của chúng ta bị mất không khi mà chúng ta luyện tập ha. Đây là một cái chủ đề khá là bí mật, tuy nhiên á nên được bật mí. Và tuy là nó bí mật nhưng cực kỳ phổ biến, đúng không? Nếu bạn đang ở một cái độ tuổi đó là 18 cho đến 28 tuổi, đang ở một cái độ tuổi sung mãn nhất, sung sức nhất, cộng với cái việc mà các bạn đi tập gym mà lại còn không có người yêu nữa, thì các bạn hãy nghĩ đi, các bạn có quay tay không? Đàn ông ấy nha, không nói phụ nữ nha. Đàn ông á, có không? Thôi cái này anh em tự hiểu nha, chúng ta không có ý, hiểu không? Đó, chúng ta không có nói sâu, nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vấn đề, đó là chúng ta quay tay và quan hệ tình dục á thì có mất cơ bắp không? Câu trả lời đó là có và không. Bởi vì sao? Cơ bắp của chúng ta phát triển dựa trên 4 yếu tố. Thứ nhất đó là các bạn luyện tập. Thứ hai đó là các bạn bổ sung dinh dưỡng. Thứ ba đó là các bạn ngủ nghỉ. Và thứ tư đó là lượng hormone testosterone trong cơ thể của chúng ta. Đây là 4 yếu tố quyết định cái việc mà các bạn tăng cơ nhanh hay là chậm, các bạn tăng cơ nhiều hay ít ha. Quay tay và quan hệ tình dục á, nó tác động đến cái yếu tố thứ tư, tức là lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta. Sau khi mà chúng ta quay tay xong á, hoặc là chúng ta quan hệ xong đó, thì sao? Thì cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta ngay lập tức bị giảm xuống. Khi mà các bạn vừa quay tay xong hay là các bạn vừa mới quan hệ xong á, thì các bạn cảm thấy là trong người nhé, các bạn cảm thấy trong người nó không còn hứng thú, không còn kiểu như là hứng thú như lúc mới nữa, đúng không? Nhưng mà các bạn chỉ cần nghỉ khoảng tầm 30 phút cho đến 45 phút á, thì các bạn có thể là lâm trận hiệp 2. Vậy á, thì các bạn có thể thấy rằng là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta nghỉ ngơi khoảng tầm 30 phút cho đến 45 phút đó, thì lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta nó sẽ hồi phục. Và có một cái nghiên cứu về cái việc này như thế này. Có một nghiên cứu khác chúng ta cũng cần nhắc đến. Nghiên cứu với 28 người đàn ông kiêng xuất tinh trong 16 ngày. Đến ngày thứ 7 á, thì mức testosterone tăng lên đến cao nhất. Nhưng tới ngày thứ 8 trở đi á, thì lượng test bắt đầu trở về trung bình hoặc là thấp hơn. Nghiên cứu thứ hai đó là 10 người đàn ông kiêng tình dục trong 3 tuần. Kết quả cho thấy là mức testosterone ở trước và sau 3 tuần á, không có gì thay đổi hoặc chỉ có tăng nhẹ mà thôi. Cũng nói thêm nữa là cái lượng testosterone của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Cụ thể là như thế này, lượng testosterone trong người đàn ông á, rất là cao, rất là nhiều. Còn người phụ nữ á, thì ít. Với một cái người đàn ông á, thì có cái lượng testosterone á, thì gấp 20 lần phụ nữ. Đó chính là lý do tại sao khi mà cái đàn ông á, tập gym á, thì tăng cơ rất là nhanh. Bởi vì cái lượng testosterone trong người đàn ông nó cao. Còn người phụ nữ á, khó tăng cơ là bởi vì cái lượng testosterone trong người phụ nữ nó thấp. Và cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta đó, nó tăng giảm tùy thuộc vào cái mức thời gian của đàn ông và phụ nữ nó khác nhau. Ví dụ như là đàn ông á, thì lượng testosterone của chúng ta đó nó tăng nhiều nhất vào lúc buổi sáng. Các bạn có thừa nhận là khi vào buổi sáng không, các bạn thường cảm thấy rất là sung, đúng không? Các bạn chào cờ vào lúc buổi sáng, đúng không? Và chúng ta sẽ bắt đầu cái lượng testosterone này bắt đầu giảm dần từ sáng cho đến tối. Với cái người phụ nữ á, thì lượng testosterone á nó sẽ giảm dần vào buổi sáng và tăng dần từ sáng cho đến tối. Đó là chính là lý do tại sao á vào ban đêm á thì người phụ nữ hứng hơn đàn ông, còn vào buổi sáng đó thì người đàn ông hứng hơn phụ nữ. Kết luận là như thế này này các bạn. Cái việc mà các bạn quay tay hay là quan hệ tình dục á, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc mà các bạn tập gym và phát triển cơ bắp của chúng ta. Với điều kiện đó là các bạn làm điều đủ. Có nghĩa như này, một tuần các bạn quay khoảng 3 lần, 4 lần. Hoặc là các bạn quan hệ tình dục 3 lần, 4 lần. Thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc mà phát triển cơ bắp của chúng ta. Nhưng ngược lại á, nếu mà các bạn làm liên tục như bắp rang, ví dụ như là sáng làm phát, trưa làm phát, tối làm phát, thì một tuần 27 phát chẳng hạn, ví dụ như vậy thôi, thì chắc chắn một điều rằng là cơ bắp của bạn á, nó sẽ rất là khó phát triển, bởi vì stress này, mệt mỏi khi mà chúng ta làm quá nhiều lần. Và
nếu mà các bạn làm nhiều lần thì cái đầu óc của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng, bởi vì luôn luôn trong một cái trạng thái đó là suy nghĩ đến những cái hình ảnh đó thì làm cho cơ thể của chúng ta nó mụ mị đi, nó làm cho cái cơ thể của chúng ta mệt mỏi và cơ bắp của chúng ta từ đó cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu mà bạn đang có cái quay tay hay là quan hệ tình dục mà các bạn sợ bị mất cơ thì các bạn đừng lo ha. Các bạn làm điều độ một ngày, một tuần 3-4 lần thì nó không ảnh hưởng đến chúng ta. Còn nếu mà miễn là các bạn đừng có làm quá nhiều, cũng như là đừng làm quá sức ha, tùy thuộc vào cái sức của chúng ta. Ví dụ như là với một cái người đàn ông ví dụ 18, 19 hay là 21, 22 thì cái việc này nó có thể là nhiều hơn. Còn nếu mà bạn là một cái người 40-50 tuổi thì cái việc này nó nên ít lại. Bởi vì càng tuổi cao thì cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta cũng càng ngày càng ít lại đó. Nếu mà bạn nào có ý kiến thắc mắc cũng như là có một cái câu hỏi gửi về cho mình thì các bạn có thể là comment xuống phía bên dưới, hoặc là các bạn gửi tin nhắn vào fanpage của mình thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn trả lời câu hỏi ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chúc các bạn làm một buổi chiều luyện tập nhiều năng lượng.